Dạ vâng, vườn lan Linh Yến chúng em xin kính chào tất cả cô chú anh chị em vườn lan trên toàn quốc. Hôm nay là phim ngày 20 tháng 2 năm 2020. Số chúng em có hạ vườn chia sẻ với chú anh chị những giò lan kiếm dòng hàng va đột biến hàng mặt bông ấy. Cũng chia sẻ dần cho các chú anh chị. Vâng, và địa chỉ của số chúng em là ở xóm Chùa Thông, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và số chúng em có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Số thứ hai là số 0912 532 056. Và số thứ ba là số 0353 535 1567. Cả 3 số đều dùng Zalo của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại trên, hoặc là nhắn tin qua Zalo, qua SMS chúng em sẽ nhắn tin trả lời. Vâng, và vườn chúng em ngay ở trục đường quốc lộ 45, cách cầu Kiểu về phía Bắc là 2 km. Đấy, ngay ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa có chú chị nhé. Tất cả mặt hàng chúng em bán mặt bông này, chúng em sẽ bảo hành trọn đời. Chúng em sẽ bảo hành trọn đời mặt bông cho cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị mua hàng của vườn chúng em thì nên yên tâm về vấn đề mặt bông, đảm bảo bảo hành về chất lượng, về cả mặt bông của chú anh chị ạ. Vâng, và có chú anh chị xem video clip thì ấn vào nút đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những video clip sớm nhất, những clip chia sẻ về cách chăm sóc và trồng lan làm sao cho hiệu quả. Và đây là những cái chậu vị hoàng vàng Tây Ninh, Thanh Huế. Đây là, nói chung là em cũng có đầy đủ tất cả các mặt hàng. Nhưng hiện tại các mặt hàng, thí dụ như Thanh Huế thì hoặc là Phan Chí thì em chọn chưa chia sẻ được vì em đang ươm mầm, ươm giống của chú anh chị nhé. Vâng, và mặt hàng hôm nay em chia sẻ là gồm có là vàng Cánh Bầu Hải Phòng này, vàng Tuyên Quang này, vàng Tây Ninh này, vị hoàng này, vàng Cánh Cong. Vâng, đầu tiên em sẽ đi vào đơn hàng trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên là cái mặt hàng về vàng Cánh Bầu Hải Phòng. Vàng cánh kiếm bây giờ thì rất được ưa chuộng, rất chỉ là nhiều người chơi. Thì kiếm nó thật sự là trồng rất rẻ của chú anh chị ạ. Trồng cực kỳ rẻ và cực kỳ mát cho cái không gian gia đình nhà mình. Cái cảm giác thật sự là mát dịu. Nhà ai cũng có thể trồng được, ban công trồng được, nhà thường cũng có thể trồng được. Vâng, đây là mặt bông của vàng Cánh Bầu Hải Phòng. Đây con chú anh chị nhé. Bông rất đẹp, bác nào chưa có thì nên sưu tầm. Với giá cực kỳ là chung chung cho các chú anh chị luôn. Bây giờ kiếm đang rất hot. Đây mặt bông vàng Cánh Bầu Hải Phòng. Rất đẹp luôn. Mặt hàng va. Em cũng có những đơn lẻ và có những cá chậu. Cá chậu thì có thể về chúng ta chơi hoa luôn. Còn đơn lẻ này về một kiếm thì một là ra bông, hai là ra mầm thôi. Đây đơn số 1 là một mẹ này. Và nó có 2 mầm nách này. Đây là một mầm. Đây là một mầm này. Đây là 2 mầm này. 2 mầm nách này. Đơn số 1 này em bán với giá là 500k hàng thân tư này. 500k cái này nó ngắn lắm, tầm 25-30 cm cô chú anh chị nhá. Dòng này nó ngắn nhá, dòng này nó ngắn tầm 25-30 cm. Đơn số 1 là 450k, dòng này là dòng lô hội ạ. Đấy, không có là dạng tiên vũ thì nó to, lá nó dài. Đây, bản lá nó to. Đơn số 1 là 450k cho đơn số 1 vàng Cánh Bầu Hải Phòng. Hàng vàng Cánh Bầu Hải Phòng bây giờ cũng rất được ưa chuộng, rất là nhiều người chơi. Đơn số 2 là 500k. Một mẹ một mang lớn và một mang nhỏ bên đây này. Đây một mang nhỏ đây. Một lớn một nhỏ đây. Đơn số 2 500k cho đơn vàng Cánh Bầu Hải Phòng. Số 2 500k. Tầm 30 cm. Tiếp theo sang đơn số 3. Đơn số 3 gồm một mẹ một mang lớn đây này. Và một mầm đây này. Đấy. Đơn số 3 này em bán với giá là 750k. Đấy, đơn này măng nó đã vượt nữa rồi. Vượt cánh mầm đấy rồi. Thường thường thì em bán 400 một thân đó. Hàng vàng Cánh Bầu Hải Phòng này. 750k cho đơn số 3 của chú anh chị nhé.
cái hàng dòng kiếm là nó đẻ thì cực nhanh, một năm nó đẻ cả 10 hơn chục thân là bình thường, nó đẻ cực kỳ khủng khiếp luôn đấy. Nên các bác mua kiếm cũng không phải lo về vấn đề tài chính, cứ đẻ ra là ra tiền. Đơn số 3 750k, đơn số 4 tương tự vậy 750k. Một mẹ một thân và một măng trong giữa đây này. Đây măng đây. Mầm đây. Một mẹ một thân này. Thân lớn. 750k cho đơn số 4. Tiếp theo sang đơn số 5, 900k. Hai thân này và một măng lớn đây này. Chưa tính đến các măng trong đây. Đây. Bên này nữa. Bên này cực kỳ măng đây nữa này. Bên này rất nhiều măng, rất nhiều là mầm. Quá nhiều luôn. Đơn này 900k cho đơn số 5. Vàng cánh bầu số 5, 900k. 900k các chú anh chị nha. Chiều dài tầm 30 cm. 900k đơn số 5. Sang đơn số 6 tương tự vậy, vẫn 900k. Hai thân lớn và mầm nó đây nè, mầm nó. Đấy, hai thân lớn quá đẹp luôn. Đơn số 6 900k. 900k cho đơn số 6. Rồi ok, đây là mặt hàng vàng cánh bầu Hải Phòng. Và còn hai rõ hai chậu này. Hôm qua thì em tách các cái chậu kia rồi, hôm nay còn hai cái chậu này. Để cho các chú anh chị em sẽ đóng cẩn thận gửi cái chậu luôn. Gửi mọi miền Tổ quốc luôn nhá. Gửi trong miền Tổ quốc luôn. Đấy, không phải ngại gì hết. Này là cô chú anh chị về sẵn chơi nó ra bông, chơi bông luôn, chơi hoa luôn. Đơn số 1 gồm 1, 2, 3, 4, 5. 5 thân và 1 mầm này. Đây là mầm này. Mầm này rất lớn là tính là gần như là 6 rồi đấy. Đơn này em bán với giá là 2 triệu 2 này. 2 triệu 2 cho đơn số 1 vàng cánh bầu Hải Phòng. 2 triệu 2 đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 1. Đơn chậu, đơn hàng chậu các bác nhá. Vâng, tiếp theo sang chậu số 2 vàng cánh bầu Hải Phòng. Chậu số 2 gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân và 1 măng đây. Một măng đang phát triển cực kỳ lực đây các bác chú anh chị này. 6 thân và 1 măng. Đây ạ, nguyên chậu đây. Chậu này em bán với giá là 2 triệu rưỡi nhé. 2 triệu rưỡi cho 6 thân 1 măng vàng cánh bầu Hải Phòng. 6 thân 1 măng vàng cánh bầu Hải Phòng cực chi lực, cực kỳ đẹp luôn. Này các chú anh chị về là chơi bông luôn này. Vậy là có thể sang chậu. Nếu mà sang chậu thì cô chú anh chị nên cắt chậu ra, đặt hẳn vị trí vào. Nếu mà ở dưới nó có giá thể nó mà bị nấp, nấm, bị mốc thì bỏ nó đi. Để các cụm này trồng cũng rất ok luôn. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng số 2 em chia sẻ là 2 triệu rưỡi. Tiếp theo sang mặt hàng thứ 2 là mặt hàng vàng Tuyên Quang. Chú anh chị đợi em tí em cho xem ảnh cái bông Tuyên Quang. Bông Tuyên Quang thì nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xếp, cực kỳ là bầu. Đây ạ. Giá trị của nó cũng rất chi là cao. Đấy, vàng Tuyên Quang cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị chưa có thì cái dòng này nên đáng sưu tầm. Đáng sưu tầm vàng Tuyên Quang này. Kể cả bông nó cũng sát sạt sạt lại với nhau, nó khoảng cách nó không xa. Đây là em qua trên điện thoại này, nó thế này cho nhìn ngoài thực tế thì nó quá đẹp luôn. Vâng, vàng Tuyên Quang cũng có ít đơn thôi, hai khóm lẻ và hai chậu. Hai khóm lẻ và hai chậu. Đơn số 1 này, một mẹ một măng này em bán với giá là 1 triệu mốt này. Một mẹ một măng này. Một măng đây. Mầm đang phát triển đây. Mùa này là mùa trồng, mùa này là mùa xuống giống nha cô chú anh chị nhá. Nên là trồng tất cả các loại cây, kể cả lan hoặc là cây trồng cũng khi nào cũng ok hết. Bình thường em bán 1 triệu 2 một thân này. Nhưng mà đơn số 1 em bán 1 triệu mốt một mẹ một măng này. 1 triệu mốt cho đơn số 1 vàng Tuyên Quang. Sang đơn số 2 2 triệu rưỡi. Một mẹ một măng một mầm. Đây là một mầm này. Mẹ một măng một mầm này. 2 triệu rưỡi cho đơn vàng Tuyên Quang số 2. Vàng Tuyên Quang số 2. Đơn Tuyên Quang nhé, đánh dấu này. Vàng Tuyên Quang số 2 là 2 triệu rưỡi. Là một mẹ một măng một mầm đây. Đang phát triển này. Trồng kiếm đấy bác cứ ok đi, không phải lo. Tiếp theo
vàng Tuyên Quang hàng chậu này. Hàng chậu thì cô chú anh chị em đang ổn định này, em gửi cả chậu luôn. Tách có chậu không có. Đơn số 1 hàng chậu này là 4 triệu này. Gồm là tính là 4 thân này. Đấy, 3 thân này là một măng khoảng tầm gần 10 cm rồi. Chậu số 1 này em bán 4 triệu. Đây, các mầm ở trong đây này. Đang quá lực khỏe luôn. 4 triệu cho chậu vàng Tuyên Quang số 1. 3 thân 1 măng. Sang chậu vàng Tuyên Quang số 2 là 4 thân 2 măng. Đây là măng thứ nhất đây. Đây là măng thứ hai. 4 thân 2 măng. Chậu này em bán với giá là 5 triệu 2. 5 triệu 2 cho đơn này. 5 triệu 2 cho đơn vàng Tuyên Quang số 2. Năm triệu hai nhé cô chú anh chị nhá, đang lực quá khỏe luôn. Em gửi các chậu, em đóng hàng gửi các chậu luôn. Còn cô chú anh chị cần thiết nhổ thì em sẽ nhổ ra. Đấy. Tiếp theo sang mặt hàng thứ ba là hàng vàng Tây Ninh. Đây vàng Tây Ninh đây, em xem cô chú xem mặt bông vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh thì bây giờ nó rất chi là ưa chuộng. Vì là nó đẹp kể cả bông. Họng nó là họng màu tím nhé. Họng màu phớt hồng. Đẹp cả bông lẫn cho đánh thân củ nó. Hầu như là dạng là toàn diện đấy cô chú anh chị. Đây vàng Tây Ninh là 4 thân này này. 4 thân to này. 4 thân cực kỳ là to đẹp luôn. Hai mầm đang rất là khỏe. Là 4 thân này. 4 thân này em bán với giá là 6 triệu rưỡi ấy. 6 triệu rưỡi cho 4 thân này. Bây giờ kiếm vàng Tây Ninh rất ưa chuộng. Rất nhiều người mới được đẹp cả thân lẫn lá. Này, cho anh chị xem này. Gạch nền nhà em là 60. Đó, nó dài tầm cỡ 60 ấy. Nhìn rất đẹp, cho anh chị thấy không? Rất là có lực luôn. 6 triệu rưỡi nhá. 6 triệu rưỡi cho đơn 4 thân vàng Tây Ninh này. Tính ra hơn 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. 1 triệu 6 một thân. 6 triệu rưỡi cho vàng Tây Ninh, đơn vàng Tây Ninh. Tiếp theo là sang đơn vàng cánh cong. Này, vàng cánh cong này. Kiếm vàng cánh cong này. Mặt bông kiếm vàng cánh cong. Em bảo hành trọn đời cho cô chú anh chị. Rất đẹp luôn. Bông này quá dị luôn. Rất là đẹp. Vàng cánh cong lưỡi trắng cho chú anh chị nhé. Đơn đây là một chậu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân này. Em bán với giá là 2 triệu 8 ạ. 2 triệu 8 gửi ra chậu luôn ạ. 2 triệu 8 của chú anh chị nhé. 2 triệu 8 cho chậu vàng cánh cong này. 2, 4, 6, 7 thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này là 8 nữa. Rồi tính 7 thân. 7 thân vàng cánh cong này. 2 triệu 8 ạ. 2 triệu 8 cho 7 thân vàng cánh cong. Tiếp theo mặt hàng cuối cùng là hàng vị hoàng. Đây một chậu vị hoàng cực đẹp đây. Hàng vị hoàng thì là hàng quốc dân ở trước là nó là tên là Thủy Trơn. Thủy Trơn á. Đây. Bông của nó rất đẹp luôn, lưỡi đốm rất đẹp. Còn bây giờ là người ta đổi tên thành vị hoàng. Vì tên Thủy Trơn là nó không được đẹp lắm, nó buồn buồn. Nó quê quê nên người ta thành là vị hoàng.
rất đẹp đây, chậu này cực kỳ lực, cực kỳ đẹp luôn. Chậu vị hoàng 4 thân này em bán với giá là 6 triệu. Có cả thân em bán 1 triệu 1, có cả thân em bán 2 triệu rưỡi. Tính mai em sẽ có những thân em bán 2 triệu rưỡi cho cô chú anh chị. Còn đây là chậu này em bán 6 triệu, là tính là 1 triệu rưỡi một thân đây. Và có những thân em bán là 1 triệu 1, tí nữa em sẽ lên cho cô chú anh chị xem những thân 1 triệu 1 ạ. Thân này em bán 1 triệu rưỡi một thân. Hàng to, bản lá này, bản lá cực kỳ to luôn. Chậu này em bán với giá là 6 triệu cô chú anh chị nhé. 6 triệu chậu vị hoàng này. Cứ nhìn xem. Và thay lên cái chậu hoặc là cái chum này nữa thì nó quá chỉ là ok, quá đẹp rồi. Rồi, chậu vị hoàng 6 triệu. Vâng, trên đây em sẽ chia sẻ các chậu 1 triệu 1 cho các chú chị. Vâng, đây cái chậu này này. Chậu này em bán với giá là 5 triệu rưỡi này, 1 triệu 1 một thân là có 5 thân. Tổng gồm 5 thân. 5 triệu rưỡi đây. 5 thân đấy. Vị hoàng đấy. Gửi các chậu luôn cho các chú anh chị luôn, mà hơi nặng một chút. Nếu nhỏ ra thì nó nhẹ hơn, và mùa này cũng là mùa cái ghép một chồng rồi. Đúng ok. Đây, 3 triệu 3 đây. Một triệu mốt một thân. 3 triệu 3 vị hoàng đấy ạ. Đấy, gọi là có những khóm em bán lên tới 2 triệu rưỡi một thân. Có những khóm 1 triệu 1 là bình thường. Em cũng phải nhổ cho các bác để chia sẻ. Và cuối cùng em xin chào và kính chúc tất cả các bác, cô chú anh chị, gia đình luôn may mắn, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Nhân dân chào, gặp lại.